mình bim bim ra đồng cỏ, mình ra xem thôi. Wow, nhiều chim bồ câu quá. Mong là hôm nay bắt được vài con bồ câu để ăn. Đói quá, đói quá. Chết rồi, chết rồi. Wow, bồ câu bay hết rồi. Lại một gầy nữa, đói meo, không có gì ăn. Đói quá, đói quá. Có gì ăn không đây? Đói thế, đói quá. Đói thế, không biết có gì ăn không. Wow, cái gì kia? Ôi, sao lại có một bịch bim bim to đùng kia? Ui, đói quá, ra xem. Wow. Ô, chào bạn Lạc, đây là gói bim bim tớ tìm thấy mà, của tớ mà. Không, cái này là của tớ. Không, của tớ, tớ thấy trước mà. Lạc thấy trước á? Không, tớ là cá sấu, tớ thấy trước. Không, của tớ. Không, của cá sấu cơ mà, của cá sấu tớ mà. Trả tớ đi. Không, tớ phải có bim bim. Hay là bây giờ thế này nhá, tớ thấy ở đây có cái dây thừng này. Bây giờ tớ với cả Lạc kéo co nhá. Bây giờ ai mà kéo co thắng thì sẽ được bịch bim bim này, Lạc đồng ý không? Rồi được, chúng ta sẽ chơi trò thi kéo co nào. Các bạn ơi, sau đây là cuộc thi kéo co giữa bạn cá sấu và bạn Lạc để giành lấy bịch bim bim khổng lồ này. Lạc với cá sấu sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Rồi kéo mạnh lên. Nào, xem ai thắng nào. Kéo lên nào. Ui ui ui. Y y a y a. A a. Ui ui. Ui, bạn Lạc nhỏ con thế mà khỏe thế nhỉ? Thôi tớ đầu hàng, tớ đầu hàng. Ui, Lạc kéo đi, Lạc đang thắng rồi kìa. Yeah. Lạc, cậu khỏe quá. Bây giờ đợi tớ, tớ sẽ đi gọi đại ca cá sấu của tớ đến. Chúng mình kéo có lại, đồng ý không? Đợi tí nhá, không được ăn trước đâu nhá. Ai thắng mới được ăn, đợi tớ gọi đại ca của tớ. Đại ca cá sấu ơi, giờ vẫn còn ngủ à? Có chuyện gì? Đại ca ơi, ở ngoài kia có một bịch bim bim to đùng kìa. Chúng mình ra kéo co để giành lấy bịch bim bim đi. Có bạn Lạc khỏe lắm nên là em phải gọi đại ca đến giúp để kéo co thấy thắng bịch bim bim. Đi thôi đại ca ơi. Thế à? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhở? Ta sẽ đi xem sao. Ui các bạn ơi, bạn cá sấu con gọi thêm cả đại ca cá sấu đến giúp để kéo co thắng bạn Lạc này. Ở đây có mỗi bạn Lạc thôi, không biết là bạn Lạc có kéo co thắng được hai bạn cá sấu đấy không? Các bạn chờ xem cuộc thi kéo co giữa mình bạn Lạc với hai bạn cá sấu nhá. Lạc sẵn sàng chưa? Hai bạn cá sấu sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, bắt đầu. Xem ai sẽ giành chiến thắng nào. Ui chết rồi, bạn Lạc đang thua rồi. Wow, chết rồi, bạn cá sấu thắng rồi. Yeah, hai bọn ta thắng rồi. Bây giờ bịch bim bim là của bọn ta. Tên Lạc đã đầu hàng chưa? Tớ không cần tớ gọi em đến kéo tớ chiến thắng. À, tên này vẫn còn em à? Gọi em ra đi, bọn ta chấp hết. Đi gọi em đi. Đi mơ ra này kìa. Bim bim để bim bim to để kéo co để chiến thắng với cá sấu. Đi thôi. Nào. Bây giờ chúng ta sẽ kéo co lại. À, được rồi. Bây giờ 2 đấu 2, ai thắng sẽ được bịch bim bim nhá. Hai bạn Lim Lạc cầm một đầu đi. Hà, chúng ta cũng có 2 người đây. Cái tên cá sấu ăn hại này. Mì có giúp ta không mà cứ nạm người cho thế. Được rồi, mình ta chấp hết. Hai tên kia kéo đi. Ây, dạ, 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 dạ. Thôi được rồi, mạnh quá, ta đầu hàng. Ui rồi tên cá sấu, đàn em này. Không được tích sự gì, nằm ốm yếu thế này à. Ôi đại ca ơi, em đói quá, em không có sức để kéo co nữa rồi. Ui, hai bạn Lim Lạc, cho hai bạn cá sấu ăn với bọn tớ. Mấy ngày nay không có gì ăn, đói quá. Bây giờ mình bóc bim bim chia sẻ với nhau nhá. Rồi, đi. Các bạn ơi, bây giờ hai bạn Lim Lạc sẽ cùng bóc bim bim và chia sẻ bim bim cho hai bạn cá sấu nhá. Rồi mình bóc ra thôi nào. Wow, bên trong có nhiều bim bim con này các bạn ơi. Wow, hào to chưa? Lấy hết ra nào. Đây nữa. Ui, nhiều chưa? Thế này là đủ cho cả hai bạn cá sấu luôn nhá. Đỡ phải tranh nhau, kéo co mệt hết cả người. Hết chưa con ơi? Rồi. Hết rồi à? Đâu cho cậu xem nào. Hết rồi các bạn ơi. Nào xem có những màu gì nào. Đây của Lim nào. Lim có màu xanh, màu nâu với cả
màu xanh lá cây này, màu xanh nước biển, màu nâu này của lạc nào, màu nâu này, hai màu xanh nước biển với một màu cây. Bây giờ hai bạn Lim Lạc ơi, cho bạn cá sấu một gói nào, mỗi bạn cá sấu một gói nào. Đấy, cho vào mồm bạn cá sấu ấy. Đấy, cho bạn cá sấu một gói nhá, cho lên lưng, cho lên lưng. Rồi bây giờ mình chọn một gói mình bóc ra ăn thử nào. Đây các bạn ơi, bên trong là bim bim gì đây này, mình bóc ăn thử nhá, ngon quá. Ngon lắm, mỗi tội hơi mặn. Ngon nhỉ, cho cậu một miếng. Hơi mặn một tí. Hơi mặn nhỉ, hơi mặn nhỉ, hơi cay nữa, ui cay lắm. Các bạn ơi, video kéo co lấy bim bim khổng lồ đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn video sau nhá. Chào tạm biệt các bạn.